Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay mùng 6 tháng 10 tức ngày 20 tháng 8 âm lịch, tại đền Thiên Trường phường Lộc Vượng thành phố Nam Định và đền Bảo Lộc xã Mỹ Phúc huyện Mỹ Lộc, Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định và Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 720 năm ngày hóa Đức Thánh Trần. Dự lễ dâng hương có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quốc Trình, Phó Bí thư tỉnh ủy. Trong không khí linh thiêng trang trọng, các đại biểu và các tầng lớp nhân dân đã ôn lại chiến công hiển hách của Vương triều Trần và công lao to lớn của anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Triều đại nhà Trần với lịch sử hơn 200 năm dựng nước và giữ nước, với hào khí Đông A vang danh trong lịch sử là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Trong đó, Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn được biết đến là một trong 9 quần thần nổi tiếng nhất triều đại nhà Trần, được suy tôn là Đức Thánh Trần trong lòng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã làm rạng rỡ Vương triều Trần ở thế kỷ 13. Tinh thần trung quân ái quốc, tư tưởng giữ nước, lấy dân làm gốc cùng tri thức quân sự của anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn luôn là bài học sâu sắc và còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay. Lễ dâng hương tưởng nhớ ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là hoạt động truyền thống có giá trị nhân văn sâu sắc nhằm tri ân công lao to lớn của các vị vua Trần và anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc, qua đó động viên toàn thể nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ cha ông. Dâng hương tưởng niệm 720 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và huyện Mỹ Lộc đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Tại quê hương Bảo Lộc, nơi người anh hùng dân tộc gắn bó thủa thiếu thời, nhân dân địa phương đã lập nhiều đền thờ Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Hiện nay, di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc là một trong những di tích quan trọng trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Hơn 100 tập thể và cá nhân vừa được Công an tỉnh Nam Định biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và trao giấy khen cho các tập thể cá nhân. Tại lễ tuyên dương, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho một tập thể, 80 cá nhân, tặng bằng khen chứng nhận tập thể tốt, người tốt, việc tốt cho 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của Công an tỉnh. Điển hình là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nam Trực và Đoàn đặc nhiệm Cảnh sát biển đấu tranh chuyên án 820B, triệt xóa đường dây tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ tỉnh Bắc Ninh về Nam Định, bắt và khởi tố 2 đối tượng, thu 3.000 viên ma túy tổng hợp, 30 gram heroin, 86 triệu đồng, một ô tô cùng một số vật chứng khác có liên quan. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng hải quan đấu tranh thắng lợi chuyên án 902H, triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp xuyên quốc gia từ Cộng hòa Liên bang Đức về Nam Định tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 20.000 viên thuốc lắc. Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập và đấu tranh chuyên án 720T với nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ công giáo trên địa bàn tỉnh. Làm rõ nhóm đối tượng gồm 5 thanh thiếu niên ở xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh đã thực hiện 10 vụ trộm cắp nhà dân và nhà thờ. Công an thành phố Nam Định khám phá 3 chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 3 đối tượng giả danh công an, quân đội nhận làm giả giấy tờ, nhận xin việc vào cơ quan nhà nước, chạy đấu thầu dự án công với số tiền chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng. Công an huyện Y Yên thực hiện truy xét qua dấu vết nóng, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi cướp giật 200 triệu đồng của một phụ nữ trú tại thị trấn Lâm, huyện Y Yên, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Công an huyện Giao Thủy điều tra phá chuyên án 720L, bắt một đối tượng giả danh cán bộ làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp, lừa đảo chiếm đoạt của 5 người với số tiền trên 500 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế phá chuyên án 818H, bắt một đối tượng nguyên là thủ quỹ của Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Làm rõ số tiền đối tượng đã chiếm đoạt trái phép hơn 5 tỷ đồng. Công an huyện Nghĩa Hưng khởi tố một đối tượng nguyên là trưởng xóm 10, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng về tội lạm quyền trong thi hành công vụ, tổ chức đấu thầu trái phép 300 m2 đất quy hoạch xây dựng nhà văn hóa.
Nhiệm kỳ 2015-2020, tổng giá trị đăng ký vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định tăng 8 lần so với nhiệm kỳ trước. Huyện Trường Ninh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Nhiệm kỳ 2015-2020, tổng giá trị đăng ký vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định ước đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, từ năm 2016 đến nay đã có 44 dự án đầu tư nước ngoài, số vốn đăng ký 769,7 triệu đô la Mỹ, vốn thực hiện 520,1 triệu đô la Mỹ, đạt 67,5% vốn đăng ký. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, các sở ngành địa phương đã chủ động xây dựng và từng bước triển khai phương án nâng cao hiệu quả chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ như hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, đề cao trách nhiệm vai trò hợp tác của nhà đầu tư, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Hiện nay, Sở Công Thương tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư, xây dựng các khu cụm công nghiệp, tạo mặt bằng thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, có công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng và thân thiện với môi trường, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư và định hướng ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm, có giá trị gia tăng cao, có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách như cơ khí chế tạo, sản xuất thiết bị máy móc, lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử, thuốc chữa bệnh, chế biến thực phẩm, công nghiệp phụ trợ. Nằm tiếp giáp với 3 huyện kinh tế phát triển phía Nam tỉnh Nam Định, huyện Trường Ninh có lợi thế thuận lợi về giao thông. Trên địa bàn huyện đến nay đã phát triển được 3 cụm công nghiệp tập trung là Cổ Lễ, Cát Thành, Trực Hùng và có các làng nghề dệt mộc mỹ nghệ, thêu ren hoạt động ổn định, thu hút hàng nghìn lao động nông thôn. Đây là tiềm năng và lợi thế để huyện Trường Ninh tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Hiện nay, toàn huyện Trực Ninh đã phát triển được gần 400 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng ngành nghề ở 3 cụm công nghiệp, 9 làng nghề và 21 trên 21 xã thị trấn, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động. Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các thương hiệu lớn trong nước cũng đang hoạt động hiệu quả, vừa mang đến nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương, vừa giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Trực Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu tập trung vào các ngành cơ khí, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng và thêu ren các loại. Tập trung chỉ đạo khuyến khích các thành phần kinh tế tích cực xúc tiến thương mại, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng hóa sản phẩm, khuyến khích và tạo thuận lợi đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn sẵn có theo hướng chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, trang thiết bị tiên tiến, công tác tổ chức và quản lý sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Các hợp tác xã nông nghiệp đã mở rộng và tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản thị trấn Thịnh Long giúp các hội viên nông dân hình thành mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Toàn tỉnh Nam Định có 351 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 55 hợp tác xã thành lập mới, 9 hợp tác xã giải thể ngừng hoạt động. Các hợp tác xã nông nghiệp đã mở rộng và tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhiều hợp tác xã đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, vận động các hộ nông dân sau dồn điền đổi thửa, góp thuê ruộng, mượn đất để hình thành vùng sản xuất và cánh đồng lớn, tạo điều kiện đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên. Liên doanh liên kết với các doanh nghiệp thực hiện các chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản bền vững, hợp tác xã nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản có chiều hướng phát triển, đem lại nhiều lợi ích cho thành viên. Các hợp tác xã chăn nuôi gia súc gia cầm hoạt động theo mô hình trang trại thực phẩm an toàn, liên kết chuỗi, ngoài việc đem lại lợi ích cho thành viên còn cung ứng cho thị trường sản phẩm sạch và bảo vệ môi trường tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế có nguồn nước mặt dồi dào, nghề nuôi trồng thủy sản từ lâu đã trở thành nghề chính ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, giúp người dân cải thiện đáng kể đời sống. Để hỗ trợ các mô hình nuôi trồng thủy sản phát triển sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân thị trấn Thịnh Long đã thành lập tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản với mục tiêu giúp các hội viên nông dân hình thành mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm. Thành lập từ năm 2019 với 14 thành viên ban đầu, đến nay tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu đã trở thành nơi để các thành viên trong tổ hợp tác cùng nhau trao đổi khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, hỗ trợ nhau nguồn giống cá và thức ăn có chất lượng. Với tổng diện tích trên 15 hectare,
các thành viên trong tổ hợp tác đã quy hoạch ao nuôi, đa dạng con nuôi. Trong đó, chú trọng nuôi trồng những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá chuối hoa, cá diêu hồng, cá chấm cỏ. Với giá bán từ 55 đến 70.000 đồng 1 kg cá thương phẩm. Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi hộ thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. Trong cái tổ hợp tác này thì nó có cái lợi ích, một là sẽ nhiều những cái chụm đầu này tính toán khi con cá mà không may nó mắc cái bệnh gì đó thì có thể là ta tập trung lại để ta hỏi nhau và ta sẽ tìm tòi cách giải quyết. Thì trong cái tổ đội này là nó có cái lợi thế như vậy. Là hai nữa là có những cái hỗ trợ của hội nông dân tỉnh hay huyện, là có những mở những cái lớp gọi là phổ biến về cái cách thức xử lý nước ao, và cũng có những cái hỗ trợ về những cái lớp học tập huấn. Không chỉ là nơi để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản thị trấn Thịnh Long còn nhận được sự quan tâm của các cấp hội nông dân, hỗ trợ về giống vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật. Đầu năm 2020, các thành viên trong tổ hợp tác đã được vay 700 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh để đầu tư cho sản xuất. Ngoài nguồn vốn vay, các thành viên tổ hợp tác còn được các cấp hội nông dân tư vấn phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn cách quản lý sử dụng, giúp phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Được hội nông dân tỉnh hỗ trợ cho vay vốn với giá ưu đãi là gói 700 triệu đồng cho 13 hội viên thay vay. Và cũng trong tháng vừa rồi thì hội nông dân thị trấn cũng kết hợp với trung tâm dạy nghề của tỉnh để mở một lớp dạy nghề nuôi trồng thủy sản cho với 30 học viên. Trước mắt thì giúp cho một số bà con là có một vốn để sản xuất, với hai là chuyển giao khoa học kỹ thuật được đến cho bà con. Thời gian tới, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản thị trấn Thịnh Long tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để giúp các hội viên liên kết chặt chẽ với nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, cùng nhau áp dụng đúng quy trình nuôi, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 của huyện Y Yên. Làm theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động trong thời đại mới. Toàn tỉnh Nam Định hiện có gần 18.600 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trong đó có hơn 6.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực do ngành y tế quản lý, 2.350 cơ sở kinh doanh thực phẩm trong lĩnh vực do ngành công thương quản lý và gần 10.100 cơ sở do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Để tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hàng hóa thực phẩm lưu thông trên thị trường, quản lý chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã thành lập 358 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành an toàn thực phẩm, tổ chức thanh tra kiểm tra giám sát các loại thực phẩm tại các cơ sở chế biến, sản xuất kinh doanh thực phẩm. Riêng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, các đoàn đã tập trung kiểm tra những bếp ăn tập thể đông người của doanh nghiệp, kết hợp kiểm tra an toàn thực phẩm lồng ghép với công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết quả qua kiểm tra, thanh tra có 371 cơ sở vi phạm, trong đó xử phạt hành chính 65 cơ sở với số tiền phạt 246 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp lễ Tết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho người sản xuất kinh doanh nhằm làm thay đổi hành vi của người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 là trưởng, phó trưởng phòng cấp huyện, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Y Yên. Theo kế hoạch, trong thời gian 12 ngày tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu một số chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những nội dung cơ bản của luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên và một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Ngoài phần lý thuyết, các học viên còn được luyện tập và kiểm tra bắn súng K-54 bài 1.
hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua các cấp công đoàn tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch hoạt động với nhiều nội dung phong phú, có tính thực tiễn cao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động trong thời đại mới. Với 5 tiêu chí cụ thể, tiết kiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, sát với từng lĩnh vực công tác của 228 cán bộ, công nhân viên và đoàn viên công đoàn, nhiều công trình, sản phẩm mới, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược đã được thực hiện, góp phần đưa doanh nghiệp trở thành công ty dược đầu tiên của miền Bắc, đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Với mỗi cán bộ công nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược học tập Bác chính từ những việc nhỏ nhất như thực hành chống lãng phí trong sinh hoạt hàng ngày, sử dụng điện, nguyên vật liệu tiết kiệm. Thực tế là các công nhân lao động tại Nam Dược ấy, thực sự là không có nhiều điều kiện để có thể tìm hiểu, có thể đọc và nghiên cứu nhiều về tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng chúng tôi đã nhận được những cái triển khai nó rất là đơn giản và cụ thể. Ví dụ như là chuẩn hóa cái việc đó trong việc trong 8 cái giá trị cốt lõi của Nam Dược. Thì tôi cũng chỉ xin phép là chia sẻ một vài cái, ví dụ như là đầu tiên là cái quan điểm vì khách hàng, tức là tất cả mọi cái người lao động của Nam Dược khi mà lao động trong công ty thì bao giờ cũng nghĩ đến là người khách hàng mà sử dụng cái sản phẩm của mình thì nó như thế nào. Nếu như một người khách hàng nhận được một sản phẩm lỗi thì có nghĩa là không phải là chỉ một sản phẩm lỗi đâu, mà là 100% là lỗi, bởi vì cái người đấy họ chỉ mua một sản phẩm của công ty thôi. Và với cái quan điểm đó thì mỗi một người khi mà lao động họ sẽ xác định là không thể để cho sản phẩm lỗi ra ngoài thị trường. Và đấy là cái đầu tiên mà chúng tôi triển khai tư tưởng là vì khách hàng. Toàn tỉnh Nam Định hiện có trên 152.000 đoàn viên công đoàn là công nhân viên chức lao động. Thời gian qua thực hiện phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nam Định đã có hàng trăm giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài lao động sáng tạo được đăng ký và xét duyệt. Từ đó khuyến khích động viên công nhân lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Như Bác Hồ đã nói, thi đua là yêu nước phải thi đua, thấm nhuần lời dạy của Bác. Chính vì thế, công đoàn cơ sở đã phát động nhiều cái phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Ví dụ như là nâng cao năng suất lao động, rồi thì nâng cao thu nhập và đạt được nhiều cái hiệu quả hơn và giúp cho người lao động tăng thêm thu nhập và gắn liền với lại doanh nghiệp nhiều hơn. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch với nội dung thiết thực, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, kịp thời triển khai đến các cấp công đoàn, tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghiên cứu học tập các tác phẩm của Bác như nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, sửa đổi lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, học tập tư tưởng của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh lồng ghép tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn, lãnh đạo quản lý điều hành trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Làm theo lời Bác dạy, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế xã hội trọng yếu của tỉnh, của địa phương, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp công đoàn và mỗi cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động, có tác dụng động viên khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động. Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Nam Định tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền học và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về hành động, về ý thức tự giác trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.